Ok, chào mừng những người anh em đã quay trở lại. Hôm nay chúng ta đến với lại Valero. Hôm nay thì có một cái khá là hay nha bạn. Đây cho bạn xem. Hiện tại là mình mới thêm vào một cái bản mốt. Thì đây là cái mốt nhân vật nha bạn. Thì cái mốt này là nó sẽ thêm vào một cái bộ lạc. Thì cái bộ lạc này thì nó rất là hung hung dữ nha bạn. Tức là nếu mà nó gặp mình thì nó sẽ tấn công mình và nó sẽ biết xây nhà rồi đi trồng cây rồi trồng cả hoa ăn thịt nha bạn. Thì cái mod này thì mình thêm vào với mục đích là để mà cho nó thêm hay á. Mình nghĩ là cái mod này khá là hay bởi vì là mình chơi ở trong cái Valero á, nó có mình à, có mỗi mình là con người, thành ra là mình chơi nó cũng hơi chán nha bạn. Thế nên là mình thêm một cái mod con người vào khác. Đấy, thì ở đây là có một em con người mình vừa mod vào nha bạn, nó khá là giống mình, tuy nhiên là đây là con gái nha. Đây anh em thấy. Nhưng mà tên khá là đẳng nha. Đã, tên là Hacker level 600 luôn. Em này cũng cũng có level á, với lại là mình có thể bắt được. Thì đây là cái em mình vừa mới bắt được luôn. Còn mấy cái chỉ số á, thì nó đều giống như là kiểu mà nó giống giống với lại cái thằng nhân vật của mình á. Này thằng nhân vật của mình máu rồi chỉ số nó giống y như nhau à. Ok các bạn coi. Mình có thể là lột đồ. Đấy. À, mình có thể là lột đồ hay mặc đồ tùy ý nha các bạn. Nhưng mà không biết sao em này em lấy đâu ra quả, gọi là cái quả rìu này trông kinh quá. Này các bạn coi này. Bạn thấy cái rìu cầm trên tay không? Cái rìu cầm trên tay không? Không biết lấy đâu luôn nhưng mà trông rất là xịn đúng không? Đấy, bây giờ mình sẽ mặc đồ vào cho em nó. Mặc cái mũ vào này. Đấy. Bọn người này là kiểu mà người người máy nha các bạn. Nó sẽ là cái thế lực AI. Thế lực AI nha bạn, thế lực thứ ba, à không, thế lực thứ hai chứ, mình là một thế lực thì thêm một cái thế lực người gọi là người người như này này, à, mình có thể là bắt nó vào để mà kêu nó đi đánh nhau hay là đi canh gác á, à, cho bạn xem như vậy, ok, wow, để mình kêu đi theo các bạn xem, à, đang đi theo á, ok kìa kìa, nhưng mà ở đây là bạn thấy là nó có mấy cái cây gì đây? Cây này cây cà rốt nha bạn, mình tưởng đâu là Ragnarok mới có nhưng mà bên Vaurero cũng có nha, nó nằm ở đây này. Cái cây này là cây cà rốt nha các bạn. À không, cây này cây khoai tây mà, nhầm nhầm nhầm. Thôi tiện thờ mình hái hết luôn nha. Đấy, ở đây có khoai tây nha bạn. Xịn thật. Để mình hái hết luôn. Ok, cái bọn người này là rất là khó bắt tại vì nó rất là đông mà cái nhà của bọn nó là xây rất là nhiều và nó sẽ trồng cả cây hoa thịt á. Nó biết ném cả bola nha các bạn, tức là mình đi qua mà bị nó ném dính là mình bị trói chân luôn á, rất là kinh. Thế nên là bắt được cái em này là cũng hơi mất thời gian nha các bạn, để bữa nào mình đi bắt thơm cho bạn xem, có cả kiểu mà con trai đến con gái á. À, bây giờ đang buổi chiều rồi, ok, được coi cái chỗ này là giữa mác nha các bạn, à, khu này có kiểu mà có khoai tây nha, ok, để mình tăng cái tiếng game to lên tí xem nào, đấy. À, được rồi, bây giờ thì mình sẽ đi tìm một cái kìa kìa. Cái làng của nó ngay ở dưới này nha bạn, kìa kìa. Cái kia không phải mình xây đâu nha, cái đó là do cái bọn người này nó xây nha các bạn. Em này thì đã bị mình tem rồi, thành ra là không có đánh mình nữa. Cái làng này là do cái bọn người máy nó xây nha, cái bọn kiểu mà thế lực AI, à, AI đánh. Kinh lắm. Nhưng mà được rồi, tạm thời mình sẽ lấy cái quả cầu này thu vào xem có được không các bạn. Ờ. Trong nhà. Ui xôi. Thu được nha bạn, thu được. Đấy. À, bây giờ mình sẽ đi tìm một cái khu khác sinh tồn nha bạn. Mấy cái khu này bị bọn này nó chiếm đất rồi các bạn, nó chiếm đất rồi. Hiện tại mình đang để mình qua đây mình cho bạn xem đi, không biết cái bọn vừa nãy nó còn đây không á. Cái nhà này nó xây nhau không phải mình xây đâu này, mình xây không được cái nhà như này đâu. Ui, bọn nó xây nhà như này nhá bạn. Có giường rồi, có bếp nha. Nhưng mà không có mở được. Ok. Mình nói cho bạn biết là có tận hai cái bản mod người. Thì cái có hai bản khá là nổi tiếng. Thì đây là một trong hai bản. Thì đó là những cái bản mình biết thôi. Còn một cái bản mod nữa là nó còn mạnh hơn nữa cơ. Cái bản đó thì cái kiểu mà cái bọn người nó còn biết bắt thú với lại xây nhà tách nha các bạn, xây nhà sắt, nhà gỗ rồi nhà đá, nhà tách á. Bọn này thì nó yếu hơn nhưng mà nó sẽ
Mình nghĩ là mình sẽ làm quen với cái bọn này trước, bọn kia mình sẽ chơi sau nha bạn. Nhưng mà mấy cái bóp này mình không có lấy được. Cái giường này không ngủ được. Cái nhà bọn này xây cũng khá là hay nha bạn, nó không có xây vuông góc đâu, nó xây mái chéo à. Ok rồi, mình trời tối đến nơi rồi. Kìa kìa, nó qua kìa. Vãi. Kìa nó qua kìa các bạn. Thằng này thằng đàn ông nha, thằng này con trai nha. Ồ. Kìa nó qua kìa các bạn. Đấy, nó, mình hiện tại đang bất tử nha bạn. Kìa nó xây nhà này. Thôi 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 thôi. Để mình cho trời sáng nha bạn. Đấy, trời sáng nha. Từ từ để mình kéo vào, mình thử ném cái em kia ra xem cho em level 600 ạ. Và cái thằng level 100 này solo xem ai thắng nha các bạn. Từ từ. Để mình ném ra mình test nha các bạn. Đó. Chơi nó đi em. Chơi nó. Đúng rồi. Vãi nồi. Sao đánh không mất máu vậy? À có. Kìa kìa nó kìa kìa. Đánh nó đi em, đánh nó đi em. Sao nó không đánh nhở? Kìa. Ủa không có ai vậy? Sao không có ai nhở? Hey. Ủa nó chạy hết rồi, nó chạy hết rồi. Vừa nãy mình bắt ở đây, mình bắt người ở đây thành ra giờ nó cũng loạn rồi. Túi đồ này. Túi đồ gì á? À, mấy cái đồ của mấy cái thằng người 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 À, đây 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 đây. Ủa em này không đánh ta. Mình phải tít còi mới chịu đánh nha các bạn. Kìa dí theo đánh. Kìa dí theo nó đánh kìa các bạn. Rồi. Em ấy đi rồi các bạn. Nó đi rồi. Thôi mình đi ra, mình đi đây. Vãi đồ, nó ném nguyên cái cây giáo của người mình này kìa, ngay đầu luôn kìa. Thôi mình đi nha các bạn. Nhưng mà từ từ để mình bắt một một người cho bạn xem. Đâu nhở? Hình như mình có đạn mơ. Đây đây, đạn mơ đây. Ok. Để mình đi bắt một người cho bạn xem nha. Mình bắt tạm một người cho các bạn biết là bắt nó là bắt bằng súng này. Ném bô la kìa các bạn. Đó, mình sẽ bắn đạn cho nó xỉu. Ôi nó chưa xỉu nữa trời. Ôi nó xỉu rồi, nó xỉu rồi, nó xỉu rồi. Trời ơi, cái bọn này. Ôi nó đánh mình kìa. Này thì láo này. Còn ai không? Còn ai dám chống tôi không? Chống tôi này. Chống này. Còn không ta? Còn không? Hết hết rồi nha bạn, hết rồi. Đây mình sẽ bắt cái đứa này cho bạn xem. Mình sẽ cho nó ăn thịt. Là nó sẽ ăn nha bạn, nhưng mà nó ăn hơi lâu á. Kìa cái viên đạn mình bắn ngay cái khuỷu tay kìa. Cái đầu khuỷu tay á. Ok. Không biết ăn trái cây nó ăn không á, từ từ cho nó ăn thử xem. Cho nó ăn trái cây nó vẫn ăn nha các bạn. Mình sẽ cho nó ăn thịt. Từ từ mình lột đồ nó ra nha các bạn. Đấy, tôi lột đồ. Thổ dân. Ui da trắng vậy. Nè. Hôm nay tôi sẽ đi bắt thổ dân rồi lột đồ cho mấy ông coi nha. Ôi, bọn này chết rồi nha bạn, nó láo quá. Nhưng mà khoan, mình vẫn có thể lột đồ nó ra khi nó toang á. Đây là em da trắng và em da đen. Ok. Cái gì mà cái đùi to vậy? Ok thôi thôi gờ quá. Sao nó chưa ăn nhở? Bắt nó hơi lâu nha bạn. Kìa. À đúng 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 đúng. Cho nó ăn quả trắng.
Đúng 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 đúng. Mình nghĩ là mình sẽ lấy quả trắng cho nó ăn, cho nó bắt nhanh. Bởi vì quả trắng nó có gây tụt phút không ta? Hình như có. Ok, mấy bạn cho mình gọi là một tập đi test cho bạn. Mình mới cài vào cái bản mốt này á, thôi nên là mình đang test. Đâu ta? Ok, mình đang bắt đâu rồi? Đây 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 đây. Trái đen này. Nó không tụt rồi. Sao nó không chịu ăn nhở? Nè. Ôi, bắt được rồi các bạn, bắt được rồi. Kìa kìa, nó bắt không rồi kìa. Quả tóc thổ dân vãi nồi. Từ từ các bạn. Ây à, nó bị giật gì á? Ấy, xịn chưa? Ôi gì đây ông ơi, ông ra chỗ khác đi, người ta đang ngắm mà. Đi ra đi, đi ra đi. Kìa đi theo mình kìa. Follow ma vương các bạn. Em này tên là Chappe. Wow, quả tóc này đúng kiểu bố đời các bạn, không ai dám đụng luôn. Đừng mặc đồ xem nào. Mặc cái găng vào cái mũ vào các bạn. Đấy, trông hiền thục ngay, trông chiến binh ngay các bạn. Đây là mình bắt cho các bạn xem nha. Lại có đánh nhau rồi. Đâu để mình đưa các em này đi đánh nhau xem. Đâu? Ủa mà thử lắp súng xem có được không? Ô không được các bạn, không được. Không không, em này ông không không chơi súng. Ủa mà ai bắn tôi vậy? Nó bắn ở đâu ấy nhở? Kìa. Nó bắn ở đâu ấy? Bên này. Từ từ mình qua mình đánh đánh với nó xem. Đâu rồi? What? Ôi ôi, bên này nguyên một cái làng to đùng luôn kìa. Đâu rồi, cái em kia đâu rồi? Vẫn đang đi theo mình nha các bạn. Ôi, nó bắn từ tít tận bên này á, ảo vậy. Vãi nồi. Kìa, nó kìa. Chơi thằng này đi em. Chơi nó đi em. Kìa đánh kìa. Ủa nhưng mà hình như là nó đánh kìa. Nhưng mà trông nó cứ đờ đờ nào, nó không có nó giống, nó không có giống thật nha các bạn, nó không giống thật, nó cứ đờ đờ nào á. Ok, giờ mình bay lên đây đi. Từ từ đi vào nhà bọn ấy xem có gì không. À không, cái nhà mình vào rồi, cái nhà mình vào rồi. Cái em kia của mình đâu nhở? What? Hình như chết rồi hay sao ý? Rồi em đi rồi, em Chopper đã đi rồi. Thôi thôi nha các bạn, mình bắt cho các bạn xem thôi, cái bọn này nó đông quá. Thôi thôi mình té nha các bạn. Ok. Kìa mấy cái nhà nó xây kìa, nó xây gì đâu. Nó xây đâu 1, 2, 3, 4, 7 cái các bạn. À đâu, 6 cái. À không, bữa này nữa này. 7, 8, 9 cái nhà, 10 cái nhà. Trên gốc cây kia có một cái nó xây nguyên cái khu này là 10 cái nhà các bạn. Thôi mình té đây. Mình nghĩ là mình sẽ đến một cái khu nào đó nó an toàn đi. Ok, đây là mình test cho bạn xem thôi. Với lại mình đang mới cài vào, mình cũng cần phải test xem cái này nó có ổn không á, nó có bị lỗi hay không. Mình nghĩ là bây giờ mình sẽ đến một cái khu nào đó mình sống đi. Khu nào nhỉ? Mình sẽ hôm bữa mình sống trên kia đúng không? Cái khu mà có cái con hôm bữa mình sống ở trên kia kìa. Cái khu mà có cái con giống con Raptor ấy. Bây giờ mình thử đi xuống cái khu dưới này nha bạn. Hai cái khu này đối lập nhau á, thử xuống cái khu này chơi các bạn xem. Chỗ này được nè, chỗ này đẹp nè, có thác nước luôn. Được nha bạn, mình nghĩ là mình sẽ qua đây sống cho bạn xem. Khu này ổn á. Được rồi. Ở đây nha bạn, mình nghĩ là ở chỗ này đẹp rồi đó.
Ok, bây giờ thì mình sẽ tắt cái bất tử đi nha bạn. Từ nãy giờ mình đang bật bất tử mà. Với lại mấy cái đồ này á thì mình sẽ vứt đi ha. Sau này mình sẽ tự kiếm, mình sẽ không có lấy xài luôn. À, ở đây chúng ta sẽ có Luna nha bạn. Hồi vứt hết đi nha bạn. Trời ơi, tôi vừa mới qua đây mà sao mà nhanh vậy? Kìa. Ôi. Bắt ra bắt 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 bắt. Ôi. Đấm tay không biết nó có xỉu không trời. Mình vừa mới qua bên này mà nó đã ở đây rồi. Bắt nó anh em mà bắt 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 bắt. Ôi rồi 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 rồi, đấm mình xỉu quá thôi thôi. Ây da. Mẹ. Trời ơi. Ủa nó không giết mình hả? Cái gì vậy trời? Nó đánh mình xỉu nhưng mà nó sẽ không giết mình nha bạn. Mình vừa mới tắt bất tử thôi, chỉ với hai người thôi nó cũng đủ cho mình gọi là nằm sấp mặt rồi. Các bạn thấy cái bọn này nó kinh không? Khiếp. Ôi nó cười kìa. Thôi nha, thôi nha, tôi không đùa mấy ông đâu. Thôi. Mình nghĩ là mình nên xem xét lại vấn đề là bọn này nó quá mạnh không ạ? Được rồi, tập này coi như mình test cho bạn xem. Nhá, tập này coi như mình test cho bạn xem, nhưng mình thấy cái bọn này hình như nó hơi quá mạnh rồi hay sao ấy. Ừ. Cảm thấy bọn này nó hơi 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 mạnh quá đà rồi hay sao ấy. Ok, không biết là khu này có không nha. Trời ơi, chết rồi. Ủa bây giờ mình đi đâu cũng gặp nó rồi sao mình chơi? What? Anh em ơi, bây giờ anh em tính nào? Bây giờ đi đâu cũng gặp kìa, cỡ bên kìa. Không có cách nào để mà kiểu mà hòa nhập với bọn này nhở, để mà nó không đánh mình mà mình cũng không đánh nó ấy. Không có cách nào anh em ạ. Ừ, gặp mình nó chơi mình luôn kìa. Định mạnh. Kìa. Ôi bơi theo luôn ạ. À không, nó quay đầu kìa, nó không có bơi theo đâu. Cái bọn này vẫn sợ nước nha bạn. Vãi. Giờ sao? Từ từ mình cố chạy lên trên này xem. Bỏ cuộc sớm không hay nha bạn. Mình tính là cài cái bọn này vào rồi chơi với cái bọn này cho vui á. Chứ mình có mình là con người thấy mình hơi cô độc các bạn. Cài thêm cái bọn người nhân tạo AI này vào trong này sợ vãi tèo luôn, đi đâu cũng gặp. Nó có hai thằng thôi, một thằng chói bô la, một thằng lao vào đánh sấp mặt các bạn, khó chịu thật. Ây da, kiệt sức rồi. Ôi mình nghĩ là khu này có vẻ nó vắng á, khu này có khi là không có ai ta. Có vẻ khu này ổn nha các bạn. Có vẻ ổn. Mình lên chỗ này chơi nha các bạn. Được, mình nghĩ là được ạ. Giờ mình tăng cái level lên cho mạnh. Ok. Cái bọn AI này nó mạnh kinh khủng luôn. Có khi mình nghĩ mình đi bắt nạt, mình đi giết con khủng long nó còn dễ hơn cái bọn AI này á. Cái bọn AI này nó mạnh quá. Mình có gọi là Luna đi theo các bạn. Bạn nào coi mình lâu rồi mới biết Luna là cái giống gì các bạn. Mình nghĩ chỗ này được á. Nhưng mà khoan đi, mình chạy lên gần gần cái núi tuyết đi. Lên trên đó cho đẹp các bạn. Mà không biết lên đó gặp cái bọn thổ dân AI không nữa trời. Trời ơi, lại nghe tiếng bô la rồi. Thôi mấy ông ơi, tôi hòa bình mà. Sao đánh tôi trời? Đóng vậy. Cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình các bạn, trừ mấy con khủng long. Ôi nó xây nhà ở đây này. Kìa kìa, nó xây nhà kìa. Ôi, ôi đi xịt. Thôi, thôi, thôi.
Anh ơi em giảng hòa giảng hòa. Hay à, mình nghĩ mình phải cân nhắc lại vấn đề của cái đám AI này nha bạn. Nó đông quá. Đi đâu cũng gặp. Ôi rồi ơi, hết stamina, vãi tèo, vẫn vẫn bờ vẫn bò lên được cái nó dí theo kéo ạ. Ui, để mình chơi cái chày đúng rồi, để mình chơi cái chày. Ok, chơi luôn. Để mình chơi cái chày mình đấm vào này luôn. Sợ gì? Mình cố nha bạn. Ây da, nó ném cái gì trời, kinh vậy. Không có đá nhở, khu này không có đá, lắm đá như này không hái được. Thoát chưa ta, thoát chưa? Cái bọn này không bắt nạt được các bạn, nó mạnh quá. Đâu cái chày đâu? Cái chày cần fiber với gỗ. Cái này dễ. Ok, làm luôn đi. Thiếu thiếu gỗ nha các bạn. Gì á, sao lại đói vào lúc này? Vừa mới chạy vài cái mà đã đói rồi. Vãi rồi. Để mình chớ cái chày ra đập đầu vào nó xem. Cái chày đánh vào đầu là nó xỉu á. Cái chày đánh vào đầu là xỉu nha các bạn. Không, nó xỉu á. Để mình xem nào. Cái bọn này nó kinh quá. Đấy, để mình qua mình bắt một em vào mình nuôi các bạn. Yes. Ok, để tôi qua tôi tự sức tôi qua tôi bắt một em và tôi nuôi. Nãy mình cầm súng mình bắn nó nha các bạn. Thì kho mình bắt test thôi, mình test thôi, mình test xem có được không rồi. À, là bắt được nha các bạn. Vừa nãy mình test thôi. Bây giờ mình tự sức qua thử hiện trình đi cua gái các bạn. Bây giờ đi bắt gái vừa nuôi. Đây đây. Ủa, cái gì trời? Cái nhà nhanh vậy? Trời ơi, ngã. Chả thấy cái. Ủa, đang có một em đang bơi nha bạn. Để mình qua mình bắt. Qua gõ đầu là chắc là xỉu á, không sao đâu. Cái chày này đánh vào đầu là xỉu á. Tại vì tu bổ người yếu lắm, có 200 à. Cái thằng này. Chơi nó. Đúng rồi. Ôi ôi. Thôi 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 thôi. Không ổn rồi. Thôi. Cái gì mà xây nhà nhanh nhanh vậy? Kìa, nhà đá luôn nè. Ôi ôi, tôi nằm xuống rồi mấy ông không tha. Mình nghĩ đâu nằm xuống có thể nó không đánh mình, nhưng mà nó vẫn đấm như con luôn. Mà nhưng không chơi được cái bọn này rồi. Tiếc nhở. Để mình qua khu khác xem sao các bạn. Cái bọn này. Để mình thử qua khu khác nha. Nào. Mình đang muốn chơi bọn này nhưng mà bọn này nó mạnh quá rồi sao chơi được. Ôi, mình sang tận núi tuyết à? Kinh vậy. Núi tuyết rồi nè, mình sang tận núi tuyết rồi nè. Ôi, đại bàng kia trông đẹp nhỉ. Con đại bàng màu xanh màu cam. Có tơ giác nè, có cái coi sừng đó nè. Vãi nồi, sừng anh này được sơn màu xanh ạ. Hình như là bọn ấy nó không có sống bên núi tuyết hay sao ấy. Vậy là mình sẽ phải chơi bên núi tuyết à? Ôi, bên này có du ti à, vãi nồi. Ừ, chắc là bọn nó không có ở bên này đâu. Mình nghĩ mình nên qua núi tuyết nha các bạn. Nhưng mà bên này có du ti này. Qua đây có mà nó cạp nát đầu ạ. Bây giờ là thích bị cái bọn AI nó giết hay là bị Duty giết? Bây giờ chỉ đi đâu cũng có con đường chết rồi.
Bây giờ đi đâu? Ôi ôi, đi đâu? Bây giờ đi đâu cũng đều là con đường chết nha bạn. Bây giờ thích bị ai giết nào? Thôi để mình xem mấy bạn nói gì. Thôi 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 thôi. Thôi mình bật bắt tử lên các bạn. Kìa. Ôi nó đánh mình kìa. Wow, mình đi đâu cũng bị người ta đánh, người ăn ở kiểu gì các bạn, đi đâu cũng bị người ta đập. Để mình khảo sát xem có khu nào nó đỉnh không nha các bạn. Này hơi căng. Đi đâu cũng bọn này nó chiếm hết đất rồi. Kìa. Trèo lên chỗ cao chơi thì sao? Không biết trên cao có bọn này không ạ? Quanh hồ, quanh cái biển này hình như là bọn nó chiếm hết rồi ấy. Ờ mấy khu này có thể là không có nhưng mà vào đây sống có mà toang các bạn. Ờ nhờ sao mình không thử nhờ. Ừ mình thử vào trong cái khu này mình sống nè. Được không các bạn? Ôi rồi vãi. Thôi em bay đây, chào các chị em đi đây. Khiếp. Có lẽ là tập này mình nghĩ là để cho các bạn góp ý cho bạn. Các bạn góp ý gì thì sao? Không, lần trước mình từng thử cái này rồi. Hồi đó mình thử thử á. À, mình không nhớ đợt đợt nào nhỉ. Mình không biết mình chơi cái này bao giờ chưa á. Ôi cái nhà nó kìa. Nhưng mà lần này mình thử nghe có vẻ hơi căng. Ôi cái gì này? Hai con này đang dính đuôi nhau à? Nó xây nhà ngay trước mặt hai con Allosaurus. Thách thức không không không. Ôi cái nhà này xây đẹp nhở. Cái nhà này xây mất có hai cái cột à. Ồ thôi em đi đây khổ. Em có trộm gì đâu. Từ từ mình dụ con này qua cho phá nhà mấy thằng này đi. Đi 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 đi. Mình dụ qua phá nhà của cái bọn này nha bạn. Cho chết. Lên đây lên đây lên đây. Đúng rồi đi theo ta đi. Ủa? What? Sao nó không cạp? Ơ kìa. Ờ đúng rồi, cắn nó đi, cắn nó đi. Ủa sao cái con này không cắn được cái nhà này ta? Kỳ vậy. Đúng rồi, qua đây đi, qua đây đi, qua đây đi. Hay lắm. Nó tàn phá cái bọn này các bạn. Ôi con này bị. Thôi mình đi đây, mình đi đây. Hình như là mấy cái nhà này không phá được cái sao ấy. Mình muốn chơi cùng cái bọn này nhưng mà có vẻ như là quá khó rồi các bạn. Bởi vì là cái bọn này nó mạnh quá rồi. Chơi không có được các bạn. Bây giờ mình vào trong rừng sóng nó vẫn ra. À, sợ thật. Mình sang thử núi băng nha. Xem bọn này nó có ở đây không. À, mình đi đi ở đây một hồi xem nó có ở đây không các bạn. Bên này thì bên này lạnh lắm. Bên này mình qua mình test thôi chứ mình không chịu ở bên này đâu. Bên này lạnh lắm. Để mình đứng ở dưới này một hồi xem nó có ra không các bạn. Nó mà ra thì chịu. Chịu luôn. Hiện tại là chưa thấy đứa nào các bạn. Sang bên này không cẩn thận sói nó cắn cho nát mông. Ui. Nhưng mà sang bên này là cái khung cảnh nó khác mọi khi nha. Mọi khi toàn ở trong mấy cái bãi biển không mà. Bây giờ sang bên này là thấy là nó mới, nó đẹp này. Ôi tự nhiên thấy có hứng làm nhà bên này các bạn. Thôi thôi ông ơi. Đi đâu cũng kêu là muốn lên xây nhà ở đó. Nè. Ôi bờ núi băng là công nhận nó có cái khung cảnh mà phủ tuyết nha các bạn. Ở Việt Nam mình chỉ có một số nơi nó rơi tuyết thôi. Thế nên là mình cũng chưa bao giờ thấy tuyết rơi các bạn. Thật. Không biết mấy bạn thấy tuyết rơi bao giờ chưa, mình chưa bao giờ thấy. À. Nhưng mà mưa đá thì có là mưa đá rơi vỡ đầu các bạn. Vừa đá mưa đá, đúng rồi. À, tuyết rơi chả thấy, thấy mưa đá thôi à. Sẵn tiện mình qua đây mình ngó ngó xem nào. Ui bên này hơi rộng nha, nó rộng kinh hồn luôn ý. À, được rồi, có lẽ mình dừng cái video này tại đây nha bạn. Hình như cái bọn AI này nó không sống ở bên này. Đúng không? Ờ hình như nó không sống ở bên này nhá.
Không lẽ bây giờ mình phải tìm cách mình sống ở bên núi tuyết ta? Rồi sau này mình mạnh lên rồi mình sẽ quay lại đánh cái bọn AI, đi phá nhà chúng nó. Hợp lý các bạn, hợp lý á. Bên này mình thấy cái bọn đấy nó không có ra. Nhưng mà sao bên này nó bị cái gì, bị cái bọn khủng long nó mạnh lắm. Bên này toàn Yuti với lại T-Rex không à. Cái này cho các bạn góp ý các bạn. Mình đang muốn chơi nhưng mà cái bọn này nó mạnh quá, không lẽ giờ mình cô lập sang bên núi tuyết. Sang bên núi tuyết là nó hơi hơi mệt á, nó vừa lạnh mà nó vừa nguy hiểm. Wow, tôi bye bye anh em nha.